Chào cả nhà. Hôm nay mình nhân một ngày rảnh rỗi vì dịch Covid, ở nhà chả có việc gì làm. Thì mình nảy ra một ý định sẽ bắt đầu một cái series các cái bài giảng chia sẻ về các cái kỹ năng sử dụng các cái phần mềm đồ họa, như là các cái phần mềm 3D, 2D, phần mềm chỉnh sửa ảnh, phần mềm làm video dùng để ứng dụng trong thiết kế cũng như là làm hỗ trợ trong công việc của người thiết kế sự kiện và tổ chức đám cưới nói chung. Thì đây là những cái phần mềm mà từ trước đến giờ là mình vẫn thường xuyên sử dụng và vẫn dùng hàng ngày trong cái quy trình làm việc của mình. Cái bộ phần mềm của mình thì có rất là nhiều phần mềm. Thì mình sẽ giới thiệu dần dần mọi người từng cái phần mềm một và cái quy trình của mình áp dụng để dùng các cái phần mềm đấy để hoàn thiện bản vẽ cũng như là ra một cái sản phẩm cuối cùng là hoàn thiện nhất để gửi đến khách hàng xem và tạo hiệu quả cao cũng như là khả năng mà chốt sale, khả năng chốt được khách hàng ký hợp đồng dễ nhất có thể. Thì mời mọi người cùng theo dõi nhé. Hôm nay cái bài đầu tiên là sẽ giới thiệu về phần mềm 3D. Giờ mình sẽ đi một vòng tất cả những cái phần mềm mà mình vẫn hay sử dụng cho mọi người cùng tham khảo nhé. Đầu tiên là cái phần mềm Sketchup. Sketchup mình đang dùng đây là cái bản 2020, tức là cái bản mới nhất. Thật ra là các cái bản thì nó cũng không cứ được phải bản mới nhất đâu. Mình có thể dùng các cái bản 2019, 2018 cũng ok. Quan trọng nhất là các cái công cụ cơ bản mình đều được sử dụng. Còn các cái công cụ nâng cao của nó thì nhiều khi mình cũng không cần phải sử dụng hết. Mình chỉ dùng những cái cơ bản thôi là mình đã đủ để có thể làm được các cái sản phẩm như là mình vẫn đang làm đấy, các bạn xem rồi. Đây ví dụ là một cái tiệc cưới mình làm ở khách sạn Marriott năm 2019 nhá. Thì đây là các bạn nhìn cái mô hình mình làm, đây là mô phỏng ở trong sân khấu này. Đây là mình mô phỏng ở trong ballroom. Thật ra mình cũng không cần thiết phải lấy đúng cái diện tích đúng như của ballroom. Mà mình chỉ cần lấy đúng cái góc chính diện vào sân khấu thôi. Để nó đỡ nặng cái file làm việc ấy. Nếu mà mình nhét nhiều bàn ghế xung quanh này thì nó sẽ nặng. Thì mọi người xem nhé. Đấy. Xem cái view chính diện này. Đấy. Thì khi mà xem thế thì mọi người sẽ thấy là từ cái bản vẽ 3D cho đến ra đến thực tế thì nhìn nó sẽ không khác gì nhau nhá. Đây là bản vẽ này. Đây là sản phẩm khi mà render ra này. Đấy, cho ánh sáng, cho vật liệu thứ ba và render ra thực tế. Ghép hoa lá cành vào này, ghép hiệu ứng vào này. Đấy mọi người nhìn không? Bản vẽ 3D, thật ra là đây là mình vẽ không cần quá cầu kỳ giống như là nội thất hay kiến trúc. Nhưng mà cái hiệu ứng các thứ lên nhìn đã rất là đẹp rồi đúng không? Gương kính là như thật luôn này, phản xạ đúng không? Xung quanh là màn sao này. Đấy, hệ thống rèm giả pha lê rồi các hệ thống decor này. Đấy, mọi người có thể thấy các cái chỗ này là đèn hắt sáng này, nó cũng đều có sáng này. Đây là cái view ở ngoài sảnh này, đón khách này, từ ngoài cổng vào đi vào này. Thì mọi người nhìn thấy trên bản vẽ nhá. Đây, từ ngoài cổng vào này, từ ngoài cổng vào rồi đến khu bàn gallery này, rồi đến khu trưng bày ảnh này, và đến khu photo booth này, trước khi vào phòng tiệc này. Đấy, thì mọi người nhìn là từ cái mô phỏng trên bản vẽ 3D cho đến khi render ra, rồi đến thực tế, thì mọi người cũng xem luôn nhá. Xem luôn cái sản phẩm thực tế của cái tiệc cưới này mình đã làm nhé. Đây mọi người có thể thấy là từ thiết kế
từ thiết kế cho đến ra đến thực tế cơ bản là giống nhau đúng không? Từ cổng vào rồi đến đấy, khu trưng bày ảnh của hai vợ chồng này, rồi đến khu photo booth này. Đấy, thì mọi người có thể thấy là cái phần mềm 3D Scrap này là một cái phần mềm rất là hiệu quả trong cái việc mà mô hình hóa 3D và vẽ các cái phối cảnh 3D mà như thật luôn. Và tại sao là mình lại dùng cái phần mềm 3D này, Scrap này? Mặc dù là sẽ có rất là nhiều cái phần mềm 3D khác. Thì cái 3D Scrap này nó có một cái rất là hay là sau khi mình dựng các cái mô hình này xong ấy, thì mình có thể cho kích thước cho nó luôn. Đấy, tức là mình có thể cho kích thước vào để xem trực tiếp xem là thợ có thể sản xuất là có thể có nắm được kích thước để thi công được luôn. Đây thì mọi người xem là ví dụ khi mà mình cho lên kích thước nhé. Thế thấy là các kích thước là rất rõ ràng đúng không? Chiều cao, chiều rộng này, độ dài này, các hình khối này. Đấy, kích thước sân khấu này. Thì như này nó rất là trực quan. Cái phần mềm 3D này là nó rất là trực quan, là kích thước nó đưa trực tiếp vào trong bản vẽ luôn. Thì một người kể cả không biết gì về kỹ thuật, nhìn cái bản vẽ này là có thể cũng biết kích thước của nó như nào để mà có thể làm. Đấy, khác với các phần mềm ngày xưa là ví dụ như ngày xưa cái quy trình vẽ ngày xưa của mình khi mà làm nội thất ấy, là mình phải vẽ 3D lên trước. Sau mình đưa bản vẽ vào cái phần mềm AutoCAD 2D. Đấy, cái phần mềm AutoCAD đây để mà bóc tách ra thành các cái bản vẽ mặt bằng mặt đứng. Rồi mới đưa sang cho thợ kỹ thuật để đọc trên các bản vẽ đấy để sản xuất. Thì cái việc đọc bản vẽ đấy cũng phải là người có kinh nghiệm, làm nhiều rồi thì nhìn bản vẽ thì mới nắm được. Nhưng cái phần mềm Scrap này là phần mềm 3D rất là hay là nó cho kích thước trực tiếp lên trên bản vẽ luôn. Đấy, bản vẽ xong mình cho kích thước vào trực tiếp. Thì cái lợi là mình nhìn là mình có thể biết được ngay. Người hoàn toàn không biết gì về 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 kỹ thuật cũng có thể xem được. Ví dụ các bạn xem có thể xem một số các cái bản vẽ bóc tách của mình. Về về bóc tách chi tiết nhé. Để cho anh em thợ kỹ thuật làm. Mọi người có thể thấy đây. Đây, ví dụ bóc tách đây. Đấy. Là kích thước là rất là trực quan đúng không? Đấy, thì như này đúng là một người mà hoàn toàn là không 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 biết gì về kỹ thuật là nhìn là có thể biết ngay đúng không? Đấy. Cái này mình dùng phần mềm khác rồi. Đây, ví dụ đấy. Đủ các kích thước dài, rộng, cao đúng không? Thì như này thì chỉ cần đưa một bản vẽ này là đủ hết thôi. Không cần thiết như ngày xưa là mình vẽ AutoCAD là phải có bản vẽ mặt bằng này, bản vẽ mặt đứng này, bản vẽ cạnh bên này. Thì mới ra được một cái bộ bản vẽ để mà cho thợ kỹ thuật có thể làm được. Cái hay nữa của cái phần mềm Scrap này là nó có một cái điểm rất là hay nữa là nó có một cái bộ gọi là bộ thư viện. Bộ thư viện rất nhiều những cái người dùng hoặc là người ta chia sẻ lên cái bộ thư viện đấy. Thì mọi người xem đây. Nó có một bộ thư viện rất là hay. Tức là mình có thể dùng các cái thư viện đấy mình kéo thả trực tiếp vào trong cái bản vẽ của mình. Đấy. Mình nói ví dụ là đây nhá, ví dụ mình thấy cái ghế này mình thấy đẹp đúng không? À đây mình cái ví dụ luôn, tức là mình tìm một cái ghế Chiavari nhá. Đấy. Mình search cái ra ngay này. Đấy mọi người thấy không? Đó ngay cái dựng cái ghế Chiavari che nhá, mình đưa vào này. Đấy, đấy, tức là mình hoàn toàn không phải vẽ gì cả. Mình không phải vẽ gì cả mà mình chỉ lấy trên thư viện đưa vào thôi. Mà mình cũng chả phải tìm kiếm ở đâu xa cả, mình chỉ vào trong cái phần
thư viện của nó và mình search cái tên ra là nó ra rồi. Đấy, mọi người thấy hay không? Tất nhiên là không phải cái gì cũng có, nhưng mà những cái thứ cơ bản, hoặc là nếu mà mình biết cái cú pháp ấy, cái từ khóa để tìm kiếm ấy, thì hầu như là một số cái thứ cơ bản mà những cái mô hình cơ bản như kiểu bàn ghế hoặc là đèn hoặc giường tủ các thứ là đều mình có thể đều đều đều, đều có được. Tức là mình không không cần thiết phải vẽ những cái đấy, mình chỉ vẽ những cái mà mình phải phải tự lên ý tưởng, tự tự phải phải hình khối riêng của mình thôi. Chứ còn những cái thứ cơ bản như bàn ghế này hoặc chùm đèn các thứ là mình sẽ không phải vẽ. Đây mình nói ví dụ là, ví dụ mình tìm từ khóa là chùm đèn nhá, chandelier. Đấy, thì mọi người thấy là nó có rất nhiều cái mô hình các cái chùm đèn để mình có thể đưa vào cái bản vẽ của mình nhé. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, thì cái phần mềm nó rất là hay là như thế. Đấy, thì mình lấy ví dụ mình đưa thử một cái chùm đèn đấy đưa vào vào trong bản vẽ nhé. Đấy. Đấy không? Đấy, thật ra cái này mình nhìn có thể là mình nhìn thực tế mình đưa vào như này thì mình thấy có thể không đẹp lắm, nhưng trong tổng thể một cái bản vẽ đấy, bạn nhìn khi mà nó nhỏ 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 cái chùm đèn này trong cả một cái view phối cảnh tổng thể nó xa xa này thì nhìn cái này ok đúng không, nhìn này là người ta biết là chùm đèn rồi. Quan trọng là vật liệu nó đẹp, mình cho ánh sáng thứ chuẩn nữa nên là nó thể hiện được chùm đèn trong bản vẽ như thế. Đối với mình bản vẽ như thế là ok, không cần thiết phải là như một cái đèn thật hoặc là phải nhiều pha lê óng ánh các thứ thì cái đấy là cũng không không cần thiết. Là khi mình vẽ và mình làm việc với bản vẽ nhiều thì về sau mình sẽ biết là sẽ có những cái nào mình cần cần phải 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 modern, nó phải đẹp, và có những cái thì không cần thiết phải phải quá nét vì như thế nó sẽ làm nặng bản vẽ và làm cấu hình máy nó sẽ phải cao hoặc là máy nó sẽ giật trong cái quá trình vẽ. Thì cái modern thì nhiều khi người ta không cần thiết phải phải quá đẹp, hoặc sẽ có những cách làm để cho cái modern này nó nhẹ đi hoặc là nó không ảnh hưởng quá trong quá trình vẽ. Thì đấy là những cái kỹ thuật nâng cao trong cái sử dụng phần mềm. Thì những cái đấy thì mình sẽ hướng dẫn trong những cái khóa học chuyên sâu về phần mềm nhé. Đấy, thì mọi người có thể thấy là cái phần mềm SketchUp nó rất là lợi hại thế. Đấy, ví dụ mọi người có thể xem thêm là như đợt vừa rồi là mình đợt vừa rồi là mới làm lại cái kho. Đấy. Cho mọi người xem là mình làm lại cái kho trong Sài Gòn ra một cái kho mới. Thì là mình thì trước khi làm thì là mình vẽ mô hình lên đây để cho mọi người xem. Mình dựng cái mô hình của kho mình lên nha, với đúng cái diện tích thật. Đấy. Lên tầng như nào, khung dàn thứ ra sao, đấy. Bắn ván vách như nào, đấy, chia các khu vực như nào, ví dụ khu để vải vải vóc và các cái loại rèm vải này, khu để đồ này, đấy. Lên tầng này, đấy, làm lên tầng 2. Đấy, giá kệ các thứ này. Đấy, thì mọi người đấy, khi mà dựng trên 3D như thế thì là nó rất là trực quan và mình có thể tính toán được xem là như nào cho nó hợp lý. Trước khi mình chính thức bắt tay vào cho thợ thuyền làm sản xuất thì nó sẽ tránh rất được rất là nhiều cái thời gian về cái việc mà làm nhầm lẫn hoặc là bố trí không hợp lý hoặc là thiết kế chưa 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 ổn. Đấy, thì mọi người thấy là cái phần mềm SketchUp là nó 3D là phần mềm rất là tuyệt vời đối với thiết kế nói chung, chứ không cứ gì trong ngành cưới của mình cả. Đấy, thì đầu tiên là cái phần mềm SketchUp thế nhá. Để mọi người sẽ cùng nhau theo dõi các cái phần mềm tiếp theo nhé.